chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với An Tiến Studio. Trên bàn mình đây là mẫu Mi Band 3 đã từng là mưa làm gió trong phân khúc vòng tay giá rẻ. Cho đến hiện tại nó vẫn giữ vững được độ hot của mình và chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Vào thời điểm mà nó ra mắt, 1 triệu chiếc đã được bán ra chỉ sau 17 ngày lên kệ tại Trung Quốc. Cho nên hôm nay mình đã quyết định làm video này để giải quyết một vấn đề. Điều gì đã tạo nên sức hút khủng khiếp cho Mi Band 3? Điểm đầu tiên phải kể đến đó chính là giá tiền. Với mức giá sản phẩm vô cùng rẻ mà ai cũng có khả năng mua được, chính là điều tạo nên sự khác biệt cho dòng Mi Band nói riêng và thương hiệu Xiaomi nói chung. Bạn khó có thể tìm thấy một sản phẩm tương tự đến từ các hãng như là Fitbit hay là Garmin, hai thương hiệu nổi tiếng nhất về các thiết bị đeo thông minh. Điều kế tiếp chính là đàn anh Mi Band 2 đã nhận được rất nhiều sự yêu thích của người dùng. Dù với mức giá chưa đến 500.000, nhưng Mi Band 2 đã mang lại nhiều tính năng hữu ích cho người dùng. Chính vì những tính năng vượt tầm giá này mà các sản phẩm Mi Band được đông đảo nhiều người dùng yêu thích và lựa chọn. Tiếp nối sự thành công rực rỡ của Mi Band 2, Mi Band 3 đã được Xiaomi ra mắt với nhiều nâng cấp đáng kể và đã tạo được cơn sốt lớn trên thị trường. Hãy cùng mình tìm hiểu thêm những nâng cấp nổi bật của Xiaomi Mi Band 3 nhé! Trước hết điểm qua một chút về thiết kế của em nó. Vẫn là kiểu thiết kế con nhộng với vỏ nhựa, mặt kính và cơ chế lắp dây đeo cao su đơn giản như Mi Band 2. Tuy nhiên, ngoại hình của Band 3 trở nên nổi bật hơn nhờ màn hình được vuốt cong rất mềm mại và độ hoàn thiện cực tốt. Kiểu thiết kế này mang lại cảm giác vuốt rất sướng tay, khác hoàn toàn khi bạn sử dụng trên Mi Band 2. Mặc dù màn hình có vẻ như là nâng cấp chủ yếu trên Mi Band 3, tuy nhiên màn hình OLED của thiết bị vẫn không được cải thiện về độ sáng. Điển hình là khi sử dụng dưới ánh sáng gắt, người dùng khó có thể nhìn thấy rõ các chi tiết hiển thị trên màn hình này. Đây là một điểm trừ của Mi Band 3, nhưng bù lại sẽ tiết kiệm pin hơn cho thiết bị. Ngoài ra, dây đeo cao su đi kèm Mi Band 3 có một sự nâng cấp nhỏ giúp tăng độ bền cho dây đeo này. Với Mi Band 2, người dùng thường xuyên phàn nàn về việc dây đeo của thiết bị có độ bền kém sau một thời gian sử dụng như là giãn nở, đàn hồi kém. Với Mi Band 3, Xiaomi đã khắc phục điểm yếu này, sự lỏng lẻo và độ bền kém kia dường như đã biến mất. Bên cạnh đó, Mi Band 3 cũng được cải thiện khả năng chống nước. Ngoài việc hỗ trợ tiêu chuẩn chống bụi nước IP67, em nó được bổ sung khả năng chống nước áp lực đạt mức 5 ATM, tức là chống nước ở độ sâu 50m các bạn nhé. Nhìn chung, mặc dù chỉ mang tới một số thay đổi nhỏ trên Mi Band 3, tuy nhiên đây là những thay đổi nên có. Mình đánh giá khá cao những thay đổi này vì nó giúp cho trải nghiệm của người dùng trở nên hoàn hảo hơn rất nhiều. Với em này thì bạn có thể sử dụng những tính năng như là theo dõi bước chân, theo dõi quãng đường bạn đã di chuyển trong ngày, ước tính lượng calo được đốt cháy và tất cả những dữ liệu này đều dễ dàng theo dõi trên màn hình của Mi Band 3. Các tính năng này được Xiaomi thiết lập một cách khá chính xác và thông minh. Với tính năng đo nhịp tim, người dùng cần phải đeo vòng tay Mi Band 3 vừa đủ, không quá chặt hay là quá lỏng để không ảnh hưởng tới độ chính xác. Thời gian đo cũng khá nhanh, chỉ 12 đến 15 giây. Ngoài ra thì nó còn có thêm chức năng đo tự động liên tục theo khung giờ 1 phút, 10 phút hoặc 30 phút, chứ không chỉ đo khi người dùng yêu cầu. Dù vậy, bạn cần chú ý là việc đo nhịp tim tự động sẽ ngốn pin nhanh hơn. Bên cạnh đó thì Xiaomi cũng cho phép người dùng tạo các nhắc nhở, ví dụ như là báo thức, rung lên thông báo khi mà người dùng ngồi quá lâu một chỗ, thông báo đạt được mục tiêu đã đề ra trước đó. Nhìn chung, các tính năng được Xiaomi tích hợp trên Mi Band 3 chủ yếu là hỗ trợ cho việc theo dõi sức khỏe, thống kê các chỉ số cũng như là nhắc nhở trong tập luyện của người dùng. Đây thực sự là những tính năng cần thiết cho người dùng muốn sống khỏe mạnh, tập thể dục đều đặn và rèn luyện bản thân. Từ ứng dụng Mi Fit, người dùng có thể cài đặt cho chiếc Mi Band 3 của mình các tính năng thông minh khác, bao gồm hiển thị thông báo cuộc gọi hay là tin nhắn. Thậm chí Mi Band 3 cũng có thể hiển thị các thông báo từ các ứng dụng bên thứ ba như là Facebook, Messenger, Instagram. Quan trọng hơn, khi mà có cuộc gọi đến, bạn có thể chủ động từ chối cuộc gọi ngay trên Mi Band 3 bằng cách chạm và giữ nút cảm ứng. Tuy nhiên, thao tác này sẽ lâu hơn một tẹo vì bạn sẽ phải chạm giữ cho đến khi nó load xong cái vòng chấm chấm trên màn hình. Nếu đang vội, bạn có thể chạm một cái, vòng tay sẽ không báo nữa nhưng điện thoại vẫn đổ chuông, cuộc gọi vẫn chưa bị từ chối. Nói đến thời lượng pin của Mi Band 3, dù được trang bị viên pin có dung lượng lớn hơn tới 40mAh, nhưng do sự nâng cấp về màn hình hiển thị nên thời lượng pin của Band 3 chỉ được 20 ngày. Với trải nghiệm thực tế, mình bật hầu như toàn bộ các tính năng trong ứng dụng Mi Fit từ Pulse thông báo của tất cả các ứng dụng, đồng bộ hóa liên tục cũng như là bật các tính năng nhấc tay để sáng màn hình, thì Mi Band 3 cũng chỉ trụ được hơn 2 tuần sử dụng trước khi cạn pin. Cũng giống như Mi Band 2, Mi Band 3 không phải là một thiết bị theo dõi sức khỏe và tập luyện hoàn hảo.
Tuy nhiên, nói đến giá cả thì khó có một thiết bị nào có thể cạnh tranh với Mi Band 3. Mức giá mà Xiaomi đưa ra cho em nó cực kỳ dễ chịu, phù hợp với đa số các phân khúc người dùng, đặc biệt là những bạn sinh viên hay người muốn có một cuộc sống khỏe mạnh. Mình sẽ để đường link của em Mi Band 3 này ở dưới phần mô tả video cho các bạn nào muốn tìm hiểu thêm thông tin và đặt hàng nhé. Nếu có thắc mắc gì về sản phẩm, đừng ngần ngại để lại bình luận cho tụi mình để được giải đáp. Và đừng quên ủng hộ kênh chúng mình bằng một like và một subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.